tuổi. Tao là Spider-Man nha con. Ui. À, giữ bạn, ngầu bách thức luôn. Mấy nó lẹ à? Cái gì vậy? Cái gì dưới chân nó bạn ơi? Lên. Ui. Oh shit. Má đâm đầu cho tao nha. Con mẹ nó. Ôi, xuống đi chứ. Ủa gì vậy? Bắn hụt rồi bạn ơi. Mày sao? Ui. Ngon đu lên từng nhà luôn. Cái điểm màu xanh cũng xa phết. Bà nó bay quanh kia luôn à. Ok, chạy thôi đừng có làm bậy. Thôi đu quá cái cho lẹ mà. Ok, tới luôn. Ngon. Vô bạn. Mày cao lên. Cao lên. Ok. Lên rồi bạn ơi, tới rồi. Đây. Cái này đây, con mợ nó kiếm quà nó tới các bạn. Đây, giờ mình vô rồi các bạn. Sneak to DZ. Where DZ? Ở dưới bạn ơi. Ở dưới, mình là Spider-Man. Oh shit. Ok. Hello. Nó đâu? Nhà tòa nhà này trước rồi đó. Bắn gì? Mày chạy đi. Tao là Spider-Man đó con. Spider-Man này phim bắn dỗm rồi. Ui. Điếc. Má Spider-Man bị chi nã rồi bạn ơi. Chết bà, mình phải chạy thôi bạn. Giờ không còn cách nào, giờ mình phải đu dây mình chạy thôi bạn. Ui. Ui. Oh shit. 4 sao bạn. Ê. Ok. Mình sống len lỏi. Ui, sao tới lẹ vậy? Nó bắn lên trời nó vẫn đi được nha. Vô lý vậy. Đây nè. Lên được không? Rồi nhìn là biết đi luôn rồi. Thôi. Rồi lên nhà này cũng được bạn. Ta là Spider-Man của khu phố này. Ui, nó nhảy đi luôn cơ à. Thôi, đâu, má thành phố nữa bạn ơi. Phải thiệt. Thành phố còn đẹp quá cứt luôn á. Đây. Đây nè, đúng rồi, đi vô. Nó không thể đi vô được luôn. Ui. Ôi giời, cái mép xanh á. Ở luôn. Rốt cuộc Spider-Man cũng đứng lên từ tòa nhà này rồi các bạn. Ui, nhìn nhanh nè. Có gì vô đó không? Ui, nhộn lộn. Bắn tơ qua. Ui, quá ngầu luôn các bạn ơi. Bắn tơ cái nữa. Kiểu như khu nhà ở đây nè các bạn. Trời. Mấy thằng cảnh sát không dí da vậy các bạn. Ui. Mày chơi. Spider-Man biết đặt bom nha. Mày vô đây mấy thằng cảnh sát này. Gà. Mày. Thôi đi đây nó nổ ghê quá bạn ơi. Yep.
Ngon. Hello, hello. Có ai giúp không? Tôi là Spider-Man nè. Shit. Shit, 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 shit. Nó cử máy bay tới luôn các bạn ơi. Phải cực thiệt. Ui. Ui. Lên nhà đứng không? Lên nhà đứng, lên nhà đứng, lên nhà đứng, lên nhà đứng, lên nhà đứng. Lên nhà đứng, lên nhà đứng. Chứ tường nữa. Chán anh bạn này thiệt. Chỉ có Spider-Man là tuyệt vời nhất các bạn. Bay nữa rồi mình sẽ trở về người thường thôi các bạn. Trở về người thường chơi mấy thằng cảnh sát này các bạn ơi. Good, good. Ui. Ui, 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 ui. Ui. Bắn ra hết. Mẹ. Ui. Mày sợ con đĩ này. Ui, ui. Ui. Uhuhu. Spider-Man cũng nó chỉ bắn tơi vậy thôi bạn, là nó có thể đánh mà bắn tơi vô mấy thằng kia được bạn. Nó cũng chỉ có bay qua bay lại vậy thôi. À, thanh niên cũng tiểu luôn. Rồi. Mình mới vô đã bị cảnh sát bắt rồi bạn. Mình phải chạy vòng 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 nè. Rồi cứ không.